Xin chào các bạn, đây là mình đây. Hôm nay mình sẽ vẽ những quả cherry tươi mọng. Và mục đích của mình là những quả cherry này sẽ ở trên cái đèn tối và sẽ có những giọt nước giống như tưởng tượng, các bạn tưởng tượng giống như là chúng ta vừa mới rửa xong ấy, thì những quả cherry sẽ rất là bóng và nhìn rất là ngon mắt. Thì trong cái cách vẽ thì chúng ta cũng rất hay sử dụng cái hiệu ứng là làm cho nó tươi ngon lên với đồ ăn, thì ở đây mình cũng sẽ áp dụng như vậy. Đầu tiên mình sẽ phác hình những quả cherry chia ra bố cục làm sao cho đẹp. Thứ hai là mình sẽ đổ màu. Ở đây những quả cherry này sẽ có màu đỏ, và trong cái chuyên ngành mình hay gọi là đỏ son hay gọi là đỏ mận. Đỏ mận là cái đỏ mà chị biết, quả quả mận. Sau đó chúng ta sẽ đi chi tiết. Thì cách làm của mình thì thường là những cái quả thì mình sẽ đi từ sáng đến tối. Nhưng ở trong Procreate thì lại rất đơn giản là chúng ta có thể là đi từ tối đến sáng cũng không sao cả. Vì đi từ tối đến sáng thì chúng ta vẫn có thể sửa được nếu chúng ta sai. Còn nếu mà vẽ trực tiếp, vẽ thủ công á, thì tất nhiên là chúng ta đang vẽ thủ công, nhưng mà chúng ta sẽ thuận tiện hơn là vẽ trên máy hiện tại. Còn nếu mà vẽ trên giấy và dùng cọ, dùng màu trực tiếp thì chúng ta sẽ thường với cá nhân mình mình sẽ sử dụng cái gam màu sáng trong đến tối để tránh làm cho quả nó bị xỉn màu, và thứ hai là khó cho mình lúc sau khi mà lấy các điểm sáng. Có rất nhiều cách vẽ, thực ra là mình vẽ thì nó cũng giống giống kiểu là vẽ màu nước. Xuất phát điểm là mình vẽ từ màu nước, nên là mình cảm nhận được là vẽ từ màu sáng với những cái đồ ăn, vật dụng, đồ vật nó sẽ đẹp hơn, là dễ đẹp hơn, thực ra là dễ đẹp hơn với cá nhân mình khi mà hoàn thiện. Thì các bạn có thể tham khảo cách vẽ của mình. Ở đây thì mình đi cái làn trước, cái những khoảng trống giữa các quả cherry để cho nó đạt cái màu tối cần thiết. Sau đó là mình sẽ dùng cái gam màu tối, gam màu lâu đỏ đó, màu đen với lại màu đỏ để tạo ra màu lâu đó. Thì mình sẽ tô những phần khối, phần tối, phần ít được ánh sáng nhất để tạo cho cái khối quả cherry nó sẽ thành hình tròn, hình nổi lên. Thì cá nhân mình thì mình hay vẽ là vẽ 3D, tả thực 3D kiểu này, thì mình hay vẽ là đến đâu được đấy. Thì như các bạn thấy, quả cherry ở góc trái ở bên dưới rất là bóng đúng không? Khi mà có một mảnh quả đấy thì nó chưa tạo hiệu ứng lên để các bạn nhìn thấy nó ok nhất đâu. Và chúng ta sẽ phải vẽ những cái quả xung quanh, quả trên, quả dưới, quả cạnh nữa. Thì chúng ta sẽ đạt được hiệu ứng cao nhất mà chúng ta mong muốn. Ở đây mình sử dụng cái ánh sáng khá là mạnh, giống như ánh sáng đèn ấy, để cho tạo hiệu ứng nước lên nó tốt hơn. Và sau đó mình sẽ vẽ những quả khác cũng như vậy thôi. Nguyên lý chúng ta sẽ chọn một hướng sáng nhất định. Ở đây của mình là hướng sáng từ trên hơi chếch trái xuống bên dưới hơi chếch phải. Chúng ta sẽ sau đó là khi chúng ta vẽ được cái vật thể đấy rồi, thì ngay cạnh những cái vật, những cái quả cherry mình đã vẽ xong, mình sẽ vẽ nhưng luôn những cái quả gần đó để tạo hiệu ứng tốt nhất, gây thích thú cho mình lúc vẽ. Còn những cái quả xung quanh nhà xa xa hơn thì chúng ta chưa quan tâm tới. Còn nếu mà chúng ta làm tổng thể thì chúng ta rất dễ sợ là sẽ bị sai vào chi tiết. Và sẽ có thể là bị sai ở đâu đó mà chúng ta không để ý. Cứ làm tổng thể ở đây có một cái hay, đó là chúng ta sẽ quan sát được bố cục, quan sát được màu sắc. Nhưng ở đây với cái quá trình vẽ quả cherry này thì mình chỉ lên màu tổng thể và khối tối tổng thể thôi. Sau đó mình sẽ lên chi tiết ở cái màu, chẳng hạn như là quả cherry này màu nó hơi tươi hơn quả bên dưới một chút, quả bên trên nó có thể nhạt hơn hay đậm hơn đấy. Thì tùy các bạn, tùy cái mẫu vẽ của các bạn thôi. Các bạn có thể linh hoạt sáng tạo, các bạn cũng có thể là thay đổi cái mẫu đấy đi hoàn toàn được. Không cần nhất thiết là các bạn phải làm đúng như cái mà mình đã chia sẻ với các bạn. Ở đây thì nó thực ra là góc độ chia sẻ thôi. Cũng có thể là có những cái mình làm tốt, có những cái mình làm chưa tốt, thì các bạn có thể để lại comment. Sau đó thì mình sẽ tiếp thu và ngày càng hoàn thiện hơn. Và như các bạn có thể thấy đấy, bây giờ là quá trình chúng ta đã vẽ được đến cái cuống quả cherry, có những quả rất là căng mọng phía trên,
và ở bên dưới những quả phụ chúng ta sẽ giảm cái cường độ ánh sáng lại. Cái quả ở giữa trung tâm thì các bạn có thể thấy là quả đấy là quả đón được ánh sáng nhiều nhất và ảnh hưởng ánh sáng lan tỏa trên bề mặt cái quả cherry nhiều nhất. Thì cái phần ánh sáng này rất dễ các bạn sẽ bị nhầm tưởng đó là cái phần ánh sáng nó quá mạnh so với cần thiết, quá là giống kiểu như là nó bây giờ nó đang bị mất cái màu của quả ấy. Nhưng các bạn đừng nhầm, cái hay ở đây đó là khi cái màu của quả cherry này hết, ánh sáng chúng ta sẽ làm có những chỗ chúng ta làm yếu đi ánh sáng, hơi lạnh hơi chuyển sang gam tím xanh tím một tí thì sẽ tạo ra cái lớp sáng đấy sẽ mờ và chuyển sang chúng ta phớt phớt hồng bên dưới. Còn nếu mà chúng ta những cái phần mà chúng ta để sáng trắng lên ấy, như mình đang làm này, thì sẽ là cái phần mà nó bóng nhất, nó căng nhất, mọng nhất, nó tạo cho cảm giác thích mắt là ngon miệng. Nhìn vào thực ra là mình nhũng nhẽo, mình nhìn nó rất là chảy nước miếng, nhưng thực sự quả cherry nó quá đắt đi nên là cũng chỉ vẽ ra đấy thôi. Hai là việc là lại quay trở lại vấn đề là cái bóng của nó, thì cái bóng ở đây rất hay, các bạn nhìn thấy không, lúc mà mình phát lên nó rất đơn giản, nó cực kỳ là bình thường, nhưng mà chỉ cần đẩy cái bóng lên là đã khác hoàn toàn rồi. Thì các bạn cũng có thể áp dụng như vậy để cho nó bức tranh của mình nó đẹp hơn, cái bức vẽ bức tả của mình nó tốt hơn ấy, tốt hơn. Và sau khi các bạn vẽ nhiều thì các bạn sẽ cảm nhận dễ hơn về vấn đề ánh sáng đấy. Thực nhiên là với cái việc mà mình nói này nó liên quan chuyên môn, có những bạn không học qua mỹ thuật thì các bạn sẽ hơi khó hình dung, nhưng chỉ cần các bạn chăm chỉ tìm hiểu kỹ thì các bạn cũng có thể làm được như mình. Thì qua đây các bạn là có thể để lại comment, mình sẽ trả lời và cũng có thể là để lại nhận xét cho mình để mình hoàn thiện hơn trong quá trình vẽ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Goodbye.